Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi phần đầu tiên của Bridgerton được ra mắt trên Netflix và trở thành một trong những series thành công nhất trên nền tảng này. Bên cạnh những câu chuyện tình khó quên khiến ai ai cũng phải tan chảy của các nhân vật chính, thì sức hút riêng của Bridgerton còn đến từ bối cảnh phim cực kỳ hấp dẫn. Xã hội thượng lưu của nước Anh vào thế kỷ 18 là một môi trường phức tạp, đầy biến động, nơi mà hạnh phúc riêng của con người bị thử thách bởi vô số định kiến xã hội về khoảng cách địa lý, sắc tộc. Gánh nặng này đè lên vai không chừa một ai, kể cả vương hậu Charlotte, người phụ nữ quyền lực nhất trong xã hội Bridgerton, chịu trách nhiệm duy trì tôn ti trật tự cho cả nước Anh. Tuy chỉ là một nhân vật phụ trong những lần xuất hiện ở hai mùa đầu của Bridgerton, Charlotte vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem nhờ khí chất quân vương ngút trời và một quá khứ bí ẩn. Bà đã leo lên vị trí ấy bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra với phu quân của bà? Và phải chăng bà thực sự có ý cướp ngôi chồng như nhiều lời đồn đoán? Để trả lời cho những thắc mắc của người xem về nhân vật đặc biệt này, nhà sản xuất của Bridgerton đã tung ra phần tiền truyện mang tên Queen Charlotte, A Bridgerton Story, bao gồm 6 tập phim theo chân vương hậu Charlotte từ khi bà mới đặt chân đến nước Anh cho tới khi đã thành mẫu nghi thiên hạ. Sau 2 mùa có phần giảm phong độ, thì một mini series ngoại truyện như Queen Charlotte đã không được nhiều người kỳ vọng cao. Nhưng bất ngờ thay, ngay sau khi ra mắt, Queen Charlotte đã trở thành một cú nổ lớn về số lượt xem, số lượng lượt chia sẻ và được nhiều người đánh giá là có chất lượng vượt xa cả mùa đầu tiên. Mà bạn biết đấy, việc một phần ngoại truyện được đón nhận hơn cả phần phim gốc là một trường hợp hiếm gặp trong giới phim thương hiệu. Và để trở thành một trong những trường hợp ngoại lệ ấy, Queen Charlotte đã không chỉ dừng lại ở việc cho khán giả có một cái nhìn rõ hơn về một nhân vật có vai trò khá quan trọng trong series, mà còn mang lại những thông điệp sâu sắc của riêng mình về sức mạnh của tình yêu chân chính trước số phận và những bóng ma tâm lý của con người. Liệu có thực sự tồn tại hay không một tình yêu vĩnh cửu, lâu bền, bất chấp mọi hiểu lầm và khó khăn? Và làm thế nào để nhận ra người xứng đáng để ta hy sinh cho tình cảm của cả hai? Hôm nay, hãy cùng phê phim tìm kiếm câu trả lời trong chuyện tình khắc cốt ghi tâm giữa vương hậu Charlotte và vua George Đệ Tam trong series Queen Charlotte nhé! Queen Charlotte, A Bridgerton Story diễn ra trong hai dòng thời gian. Đầu tiên, chúng ta được gặp vương hậu ở thời điểm hiện tại, đang vô cùng sốt ruột vì 13 hoàng tử công chúa, dù đã trưởng thành nhưng chưa ai hạ sinh được một người thừa kế danh chính ngôn thuận. Lo lắng về dòng dõi hoàng tộc đang trên đà tuyệt tận, vương hậu bắt đầu tạo áp lực lên các con, thậm chí cả bắt họ cưới những đối tượng bà đã chọn sẵn. Trở lại thời điểm 50 năm trước, chính bà cũng đã bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Ở tuổi 17, tiểu thư Charlotte đã phải rời xa quê hương ở Đức để kết hôn với George, vị vua trẻ mới lên ngôi của Anh. Bức xúc vì sự tự do bị tước đoạt, lại phải tiến vào lễ đường với một người xa lạ. Charlotte không ngờ rằng đợi chờ cô ở phía trước chính là tình yêu của đời mình. Cơ sở đầu tiên để hình thành nên một tình yêu chân thành, bền vững là sự tự nguyện, tức là lựa chọn của mỗi người. Quả thật, việc phải đến Anh và cưới George ban đầu không phải là quyết định của Charlotte. Cô thậm chí còn rất bất bình vì việc mình bị gả đi. Nhưng tình yêu của cô cho George sau đó thì hoàn toàn thành tâm. Đó là vì sau khi bị George bắt gặp lúc đang trèo tường để tẩu thoát khỏi đám cưới, cô vẫn ở lại và cử hành hôn lễ, dù được George cho phép cứ thế rồi đi nếu muốn. Có thể thấy, yêu và ở lại với George là lựa chọn của Charlotte. Hơn nữa, không chỉ lần đầu gặp nhau này thôi, mà mỗi lần kiên định khi cả hai có hiểu lầm, xung đột đều là lựa chọn đến từ bản thân cô. Giống như việc Charlotte không có quyền lựa chọn chồng cho mình. Trong tình yêu, chúng ta không thể quyết định được việc trái tim mình sẽ rung động bởi ai. Con người có thể yêu ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cảm thấy như đã quen biết từ lâu mà giờ mới được gặp lại. Có thể cảm nắng một người mình chưa từng để ý chỉ sau một khoảnh khắc. Tuy nhiên, việc có thể hiện tình cảm ấy ra hay không, có để tình cảm ấy tiếp tục tồn tại hay không, lại hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Có khi ta mất ăn mất ngủ vì tương tư, nhưng lại lựa chọn không tiến đến tỏ tình vì sợ bị từ chối, hoặc vì trong lòng còn tổn thương chưa được chữa lành. Không phải cứ còn tình cảm dành cho nhau thì cặp đôi nào cũng sẽ sống chết duy trì một mối quan hệ không có tương lai, không còn mang lại hạnh phúc và hy vọng cho cả hai. Nhưng trong cùng trường hợp ấy, vẫn sẽ có những cặp đôi chọn cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, tìm mọi cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để vẫn có thể đi tiếp với nhau. Khi thấy con trai lo lắng trước hôn lễ do mình sắp đặt, vương hậu Charlotte đã trấn an anh rằng tình yêu không phải chuyện làm được hay không làm được bằng phép màu hay cảm xúc nhất thời. Chuyện đó chỉ có trong kịch thôi. Tình yêu là sự quyết đoán, là lựa chọn của mỗi người. Qua câu nói của vương hậu, có thể thấy rằng cảm xúc yêu, không yêu hoặc là hết yêu là thứ tự con người không thể điều khiển. Nhưng chúng ta luôn có thể lựa chọn mình sẽ làm gì trong mỗi hoàn cảnh mà cuộc đời đưa đẩy vào. Tuy nhiên, một khi đã đưa ra quyết định, chúng ta cần phải chấp nhận chịu trách nhiệm với hệ quả kéo theo sau đó. Trong trường hợp của Charlotte, mỗi lần cô chọn tiếp tục với George là một lần cuộc sống của cô lại xoay trục sang những thử thách khác. Lần đầu tiên, khi Charlotte chọn ở lại và cưới George,
Cô biết mình đang tự đeo lên vai gánh nặng làm hoàng hậu hoàng gia và phải thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi cho nhà chồng. Khi George biến mất để bí mật chữa bệnh, cô đã nhất quyết thuyết phục anh quay về với mình. Dù điều này đồng nghĩa với việc nếu bệnh tình của George không thuyên giảm thì cô sẽ phải sống với một người điên hết phần đời còn lại. Điểm chung của những lần đánh đổi này nằm ở việc Charlotte luôn ý thức được rằng mình sẽ phải hy sinh điều gì để thực hiện quyết định của mình. Và với mỗi lần đưa ra lựa chọn của mình, Charlotte đều tin rằng George sẽ sẵn lòng ở bên đối mặt với các hệ quả ấy của mình. Đáp lại tiếng gọi của Charlotte, George không chỉ là một vị vua khiêm tốn, nhân từ, mà còn là một đức phu quân biết quý trọng tấm lòng của người phụ nữ bên mình. Tuy cách thể hiện tình cảm không rõ ràng và thẳng thắn như vợ, nhưng mọi việc George làm đều bắt nguồn từ việc anh không muốn vợ phải chịu thiệt theo mình. George cũng yêu Charlotte ngay từ lần đầu gặp mặt, nên việc chuyển ra sống riêng khi mới cưới cũng khiến anh buồn khổ không kém gì Charlotte, thậm chí có phần hơn, vì anh còn phải che giấu cảm xúc thật của mình chứ không thể thể hiện ra như Charlotte. Anh yêu vợ, nhưng cũng chính vì quá yêu nên mới chấp nhận việc bản thân bị hiểu lầm để cô phải chịu khổ vì một căn bệnh tâm thần nan giải của mình. Trong lúc đó, George tìm cách chạy chữa dứt điểm căn bệnh này, dù là bằng những hình thức vô cùng man dợ, để có thể trở về bên cô mãi mãi. Về sau này, George quyết định ngừng việc chữa trị trong vô vọng để trở về với Charlotte. Ấy cũng là anh bằng lòng với việc mình sẽ mắc bệnh cả đời. Nhưng đổi lại thì người anh yêu sẽ ở bên anh dù tương lai có khó khăn, khổ cực đến đâu. George sẽ không phải hối hận vì lựa chọn này, vì Charlotte đã thực hiện đúng những gì cô hứa với anh, luôn ở bên anh nơi giữa trần gian và thiên đàng, kể cả khi anh đã thành một con người mất nhận thức, không còn nhận ra Charlotte nữa. Trong tập cuối, khi Charlotte đến báo với George rằng cuối cùng họ cũng sắp có cháu kế tử, George đã lấy lại được thần trí trong phút chốc và hỏi Charlotte rằng "You did not go over the wall." Câu hỏi đầy xúc động này không chỉ cho thấy George dù có quên mất chính mình thì vẫn không quên tình yêu của đời mình, mà còn cho thấy ông rất ghi nhận việc Charlotte vẫn chung thủy bên mình sau bao nhiêu năm dù ông không thể ở bên yêu thương chăm sóc cho bà. Dù bà đã có thể đi bước nữa nếu muốn, vì ai ai cũng đã lãng quên ông, coi ông như người đã chết. Vương hậu Charlotte đã đáp lại George với một nụ cười hạnh phúc. Dù lựa chọn ở bên một người bệnh tật như ông đã đẩy bà vào hàng thập kỷ nhiếp chính thay chồng đầy áp lực, cũng là khoảng thời gian dài bà sống cô đơn không khác gì một góa bụa đáng thương. Vương hậu cười không phải vì tình yêu mù quáng đã khiến bà phủ nhận những tổn thương mất mát của chính mình, mà khi được George nhận ra, bà biết mình đã hy sinh cho đúng người chứ không hề vô nghĩa. Ở ngoài đời, tìm được một người xứng đáng để ta đưa ra những lựa chọn dũng cảm như Charlotte không phải là việc dễ dàng. Muốn yêu ai đó bằng cả tấm lòng là phải chấp nhận nguy cơ mình bị tổn thương. Nhưng nếu không tỉnh táo nhận ra mà vẫn cứ tiếp tục trao trái tim mình cho một người vô tâm, thản nhiên để nguy cơ kia thành nỗi thống khổ thực sự của chúng ta, thì tình yêu sẽ chỉ còn là nỗ lực đơn phương mù quáng. Thành thực mà nói, sự cho đi và nhận lại trong tình yêu rất khó để đong đếm chính xác. Bởi lẽ, mỗi người có một ngôn ngữ tình yêu riêng mà nếu ta muốn cảm nhận được thì cần có sự thấu hiểu và chấp nhận. Trở lại với Charlotte và George, cả hai đều có những cách thể hiện tình cảm rất khác nhau. Ngôn ngữ tình yêu của George được thể hiện qua cách anh luôn dành cho vợ những lời cảm thán vô cùng tình cảm và ngọt ngào. Oh, you are beautiful. My wife is beautiful. Charlotte, dù không phải mẫu người lãng mạn, ngọt ngào như chồng, thậm chí còn rất thực tế và gai góc, nhưng cô luôn mỉm cười và khắc ghi những lời tán dương của chồng. Nhiều năm trôi qua, nhưng vương hậu vẫn tự gọi mình bằng biệt danh khi xưa chồng đặt, một viên ngọc hiếm. Khi tự tách mình sống xa Charlotte, George tặng vợ một chú chó Pomeranian để bầu bạn đỡ buồn. Rõ ràng một chú chó không thể hoàn toàn bù đắp cho sự xa cách khó hiểu của George. Nỗi bức bối của Charlotte hẳn nhiên chỉ có thể được giải quyết bằng việc George trở về. Nhưng không vì giận chồng mà cô đánh giá thấp món quà nhỏ của anh. Tuy thấy chú chó chồng tặng xấu xí, không oai phong lẫm liệt như chó ở quê nhà, cô vẫn cho tùy tùng mang chú chó này theo mình tới khắp mọi nơi và vẫn tiếp tục nuôi rất nhiều chó Pomeranian khi về già. Nhưng đừng vội đánh giá thấp thành ý của George. Để có được món quà này, anh đã mạo hiểm lèn vào phòng riêng của tay bác sĩ độc ác để giải cứu chú chó, vốn là vật thí nghiệm của hắn, với tâm niệm rằng mình cũng sẽ sớm thoát khỏi sự kìm kẹp của gã và trở về bên Charlotte giống chú chó. Đến lúc này, không thể nào nói George hơi hợt hay Charlotte dễ tính. Họ chỉ là hai người với hai cách thể hiện yêu khác nhau, nhưng vẫn được người kia hiểu và ghi nhận. Việc này khác hoàn toàn trường hợp nếu George không cho Charlotte bất kỳ một sự quan tâm nào, để mặc vợ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, hay viễn cảnh Charlotte coi thường cử chỉ của George và đòi hỏi vượt quá khả năng của anh. Tuy nhiên, Charlotte không vì yêu George mà nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề của anh. Như đã biết, George mắc một chứng bệnh tâm thần quái ác, khiến anh mắc những cơn hoang tưởng nặng, hành động điên loạn, bộc phát và quên mất chính mình là ai. Kể từ khi biết George bị bệnh,
Charlotte đã luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp anh giấu bí mật này khỏi tai mắt của thiên hạ và trấn an anh mỗi khi anh mất kiểm soát. Vì mọi phương thức chữa trị khổ hạnh nhất đều bất thành, thậm chí còn khiến tình trạng của anh trở nên nặng hơn. George đã trở nên hoàn toàn mất trí, không mấy khi tỉnh táo. Dù trái tim vẫn mòn mỏi vì nỗi nhớ thương chồng, hàng đêm mất ngủ vì lo nhà vua đã ra đi. Nhưng Charlotte không để tình cảm vô điều kiện đánh lừa mình khỏi sự thật rằng họ tuyệt đối không thể chung sống với nhau nữa. Vì Charlotte vẫn minh mẫn, còn George thì từ lâu đã không còn là chính mình. Việc Charlotte né tránh George có thể được hiểu rằng bà biết bản thân chồng mình không muốn bất kỳ ai, nhất là người mình yêu, thấy mình trong bộ dạng của một kẻ điên. Đây cũng là ẩn ý cho thông điệp rằng dù có yêu một người đậm sâu đến đâu thì ta cũng phải giữ tỉnh táo, không được thiếu thực tế để có thể thích nghi với sự thay đổi của họ, để sống tiếp cuộc đời của mình với di sản mà tình yêu đó để lại. Với Charlotte, dù nhà vua không còn là chàng trai phong độ, thông minh và lãng mạn ngày nào, nhưng tình yêu hai người khi xưa kiên định lựa chọn đã cho bà địa vị mà vắng ông bà vẫn tiếp tục phải gìn giữ, những người con bà tiếp tục phải giáo dưỡng và những kỷ niệm đẹp mà bà thay ông lưu giữ. Còn với chúng ta, dù không còn có thể đồng hành với một người mà mình vẫn rất yêu, ta vẫn có thể tiếp tục sống với những gì người ấy để lại cho mình khi cả hai vẫn còn hướng về nhau. Đó có thể là những người bạn chung, những câu chuyện, hoặc sau tất cả, đó là một bài học mà ta cần sống tiếp thật tốt để kiểm chứng. Có thể chừng đó vẫn chưa phải là tất cả mọi thông điệp mà Queen Charlotte, A Bridgerton Story muốn truyền tải. Vì bộ phim tuyệt vời này còn nhiều nhân vật và câu chuyện thú vị khác mà video của mình chưa thể đề cập đến. So với thời lượng vẻn vẹn 6 tập phim, quả thật bộ phim đã khơi gợi nên nhiều cảm xúc và suy ngẫm vượt xa mong đợi ban đầu của mình. Tin vui là nếu bạn đang muốn tự thưởng thức Queen Charlotte thì có thể xem ngay mà không nhất thiết phải xem trước các phần Bridgerton trước đó. Còn nếu đã xem bộ phim này rồi thì cùng đóng góp cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Hasta la vista, baby.